Mời quý vị thưởng thức chất âm của đô la Bookshell tắc S500, sở hữu một bass đồng trục phía dưới, phía trên và một bass sub phía dưới nha quý vị. Đô này quý vị nghe nhạc gì cũng được, tiếng rất là tuyệt vời. Đô la này hôm trước em bán một đôi rồi, thì dòng này quý vị nghe được đa thể loại nhạc ha, từ a cao tít cho đến những bản nhạc bolero mới, tiếng nó rất là hay, rất là sạch quý vị. Thì thùng gỗ ha, màu đỏ sẫm. Thì đô la này thì nó bass đồng trục ở phía trên ha, trước là xếp đơm, cái này nó dính bẩn ha, xếp đơm mũi lụa nha quý vị. Loa này thì nó chỉ duy nhất có một cái lỗi này quý vị. Bên đây thì nó là bass nó bị cấn nhẹ nè. Nhưng mà cái này em nó cho xử lý luôn rồi. Vì dùng 10 năm nó cũng sao đó. Đây cũng vậy, bị một vết ở đây nè. Đấy, em xử lý hết rồi. Quý vị không phải nghĩ ha. Cái bass ở dưới này thì nó không có, bass này thì chức năng chỉ là bass sub thôi nha quý vị. Còn chủ yếu là tiếng ở phía trên nè. Gân này là gân zin hết luôn ha, gân zin hết luôn. Thì đôi loa này hôm trước em bán 4,5 triệu, 4,7 triệu gì một đôi á, nhưng mà đôi này thì nó bị hai cái vết nhỏ nè. Thì em bán quý vị thanh lý luôn 3 triệu ha. Tắc S500 đây là một cái dòng hiếm, một dòng nổi tiếng ha, của hãng Tắc. Giá chỉ 3 triệu thôi ha. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ với em, bao ship toàn quốc cho quý vị ha, nếu chuyển khoản đủ. 3 triệu thôi quý vị, đôi này lỗ luôn. Đấy, loa đẹp. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn. Quý vị lưu ý là tất cả là nguyên zin hết nha quý vị. Con, mạng, gân, zin hết luôn ha. Tất cả là nguyên zin trăm trăm. Rồi, em xin kết thúc video tại đây.